Nếu anh em nào có nhu cầu muốn nick, tới ngay shoptng.vn, uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hai chào tất cả anh em. Chắc hẳn anh em đang rất là chờ mong. Vào ngày 29 tháng 4, chúng ta có sổ số mệnh mới, mùa 6. Hiện tại thì S đang có trong tay mình, đó chính là bản thảo của sổ số mệnh mùa 6 này. Bản thảo tức là chỉ là sơ lược thôi, chứ chưa phải là 100% như vậy. Nhưng mà S chắc rằng nó gần như là 96,69%. Tương tự như vậy. Đầu tiên, để nói một chút, đó chính là có thể chúng ta sẽ nhận được cái bộ trang phục cấp 60 của Zuka, Diệt Nguyệt Nguyên Soái. Đó chính là cái bộ trang phục mà mình đang cầm trên tay đây. Và một cái tin vui cho anh em chính là Eros gần như 100% sẽ vào sổ sứ mệnh. Tiếp thay đó chính là Hayate. Đầu tiên nói một chút về Eros. Ở bàn thảo chúng ta cấp độ 1 sẽ nhận được cái bộ trang phục của Eros vượt ngục. Chỉ cần nhìn thôi cái bộ trang phục này, chắc hẳn anh em đoán ra rồi đúng không? Và tương tự như sổ số mệnh mùa 5, ở trong bàn thảo này thì chúng ta cấp độ 30 sẽ nhận được Eros tướng nha anh em. Theo bản thân S thì đầu tư vào sổ số mệnh là một vốn đầu tư hoàn toàn chính xác. Đặc biệt là anh em nào mới tạo nick, không có quá nhiều quân huy, thì đầu tư sổ số mệnh là chính xác 100%. Vị tướng Eros của chúng ta rất là bá đạo ở trong khoản solo tay đôi. Ưu tiên đi rừng nhiều hơn là đi solo đường nha anh em ơi. Điểm yếu của Eros thì có khá nhiều, nhờ mình sẽ nhắc lại sau. Đợi khi Eros ra mắt, mình sẽ làm một cái clip nói về điểm yếu của Eros để cho anh em khắc chế một cách đơn giản vị tướng này. Và nói cho anh em biết tại sao lý do gì mà bên bản Đài Loan chẳng bao giờ cấm Eros, và cũng chẳng bao giờ ai tranh nhau vị tướng Eros này. Lý do tại sao? Anh em sẽ được hé lộ ở các clip sau nhé. Clip này chỉ là giới thiệu qua cho anh em bản thảo của cái sổ số mệnh mùa 6 này mà thôi. Và đương nhiên không thể thiếu được đó chính là bộ trang phục của Zuka, Diệt Nguyệt Nguyên Soái. Những ảnh avatar thôi là chất ngầu rồi anh em ạ. Lại tiếp tục là một cái bộ trang phục phong cách Nhật Bản. Xem ra Liên Quân chúng ta khá là thích bên phong cách Nhật Bản ha. Từ Liliana, Ryoma, Airi, Zuka, John và rất nhiều bộ trang phục khác. Chất quá anh em ạ. Ở đầu clip thì chắc hẳn anh em thấy mình review qua về cái bộ trang phục này rồi đúng không? Bộ trang phục bậc S của Zuka. Hiệu ứng âm thanh của chất thức rất tuyệt vời. Review lại cho anh em này. Đó. Đòn đánh tay. Chiêu 2. Chiêu 2 rất đẹp anh em ạ. Chiêu cuối. Cái điểm đẹp của Zuka ấy, đó chính là cứ sau khi tung chiêu, anh em tung đòn đánh thường mới thấy được cái vẻ đẹp của cái bộ trang phục này. Test vậy nha. Đó, anh em tin lời tôi chưa? Đẹp nhất là sau khi tung chiêu, chúng ta bồi thêm đòn đánh thường. Lúc đầu thì tất cả mọi người đều tin rằng bộ trang phục của Theonat sẽ vào sổ số mệnh. Nhưng mà với bản thảo này thì chúng ta lại xuất hiện của Zuka. Bản chính thức sẽ được lộ diện ngay cho anh em. Chỉ còn vài ngày thêm thôi, tại sao? Tại hôm nay là ngày 25 tháng 4. Ngày 28 tháng 4 sẽ kết thúc sổ sứ mệnh mùa 5. Và chúng ta chuẩn bị bắt đầu một sổ sứ mệnh mới toanh. Quá chất anh em ạ.
Ngoài ra còn có thông tin bên lề là chúng ta đã nhận được các bộ, các vị tướng như sau, chính là Tolen này. Wow, không đùa chứ, Tolen là vị tướng pháp sư, kẻ đánh đơn rất tuyệt vời anh em ạ, rất là mạnh. Và đó là Grack, thanh kéo của chúng ta. Đương nhiên, còn một vị tướng đi rừng cuối cùng là Krynak. Lưu ý nhá, đây chỉ là bản thảo mà thôi, nhưng mà em chắc rằng nó gần như là 90% giống với bản chuẩn bị chính thức. Ngay cả bản thân Ed đang rất là chờ mong cái bản chính thức mà bên Gà Rán đưa ra, gồm các vị tướng và các bộ trang phục nào. Tướng Edot thì gần như là chắc chắn rồi anh em ạ. Tại vì sao? Tại vì thứ 6 tuần này thì người ta công bố chi tiết về vị tướng Edot. Ngoài ra, mà bây giờ thứ 6, đúng ạ, nếu mà bán mà quân huy thì phải đợi đến tận thứ 6 lần sau, nó quá lâu thì nhất định là 100% vào sổ số mệnh rồi. Còn đây là Phoenix tiệc bánh kẹo này, bộ trang phục bự S. Nghe nói là Phoenix ở bản máy chủ thử nghiệm được sửa đổi lại chức thức, khá là thú vị nhá. Hôm nào mình sẽ review cho anh em Mina tiệc bánh kẹo. Wow, nếu mà sổ số mệnh này chính thức được sử dụng thì có thể chúng ta sẽ có bộ sưu tập một đấy combo tiệc bánh kẹo anh em ạ. Tại sao gọi là bản thảo? Có rất nhiều bản thảo anh em ạ, sau đó người ta mới chọn ra một bản thảo để mà sử dụng. Người ta thường gọi là nháp đấy, nháp và chính đấy anh em, chắc hẳn anh em hiểu rồi đúng không nào. Mượn ga tiệc bánh kẹo. Người ta làm rất là nhiều bản thảo, sau đấy là mới đệ trình lên bên quyết định, và sau đó người ta mới công bố chính thức Ziu Dung Nhan. Nhưng mà chắc chắn với sự hé lộ sớm này thì anh em có thể tin tưởng rằng cái sổ sứ mệnh mùa mới đáng đầu tư. Đáng đầu tư ở đây là không chỉ là trang phục mà là tướng Nagrod. Bộ trang phục là gì nhỉ? Cái gì địa ngục ta? Quên mất rồi, anh em comment bảo tôi cái nhé. Tại vì đối với S, tướng mới là thứ quan trọng nhất, trang phục chỉ là phụ mà thôi. Và đương nhiên rồi, tiêu điểm tướng của chúng ta, à không, trang phục chứ, đó là Zuka. Thay đổi ngoại hình này, thay đổi hiệu ứng đòn đánh thường, đòn đánh tay, và thay đổi cả âm thanh. Một bộ trang phục đáng chơi. Ok, review lại cho anh em một cái trận đấu khác của Zuka. Thằng này nó trêu mình anh em ạ. Ok, tiện đây mình sẽ nói một chút về yếu điểm của Eros nhá. Đầu tiên, Eros khi có 5 điểm nội tại, nó sẽ trừ rất là nhiều giáp và giáp phép. Bạn hãy sử dụng Zuka hoặc là các vị tướng soi thương, hay là các vị tướng cấu rỉa tầm xa để mà cấu rỉa thời điểm đó. Quan trọng hơn cả là chiêu 2 của Eros. Chỉ cần các bạn né được chiêu 2 của Eros thì Eros sẽ mất đi gần như là 50% sức mạnh của anh ta, và khả năng lật kèo của anh ta bị suy giảm rất nhiều. Đó, anh hiểu chưa? Đó, người ta gọi là né chiêu 2 của Eros đấy ạ. Tức là khi Eros không có chiêu 2 hoặc là xịt chiêu 2 thì anh ta không có khả năng hồi phục máu nhiều và không có khả năng khống chế diện rộng. Ngoài ra thì nói một chút nhá, đó chính là cái nội tại của Eros rất là mạnh, khi mà tăng cho Eros rất nhiều tốc độ đánh và tăng cho Eros khả năng hút máu rất bá đạo ở đầu game. Nhưng mà điểm của chuối chính là Eros sau khi đủ 5 điểm nhá, trừ rất là nhiều giáp các phép. Đó là cơ hội cho các Ngộ Không, các Zuka một rầm là bay màu. Tại vì Eros ở bên bản Đài Loan thì chúng ta được hơn 2 tuần rồi anh em ạ, nên là mình không có gì gọi là xa lạ với cái chất tướng của Eros cả. Không gì phải sợ vị tướng Gaiden nha anh em ơi. Khi đối đầu với Eros ấy, cứ bình tĩnh tự tin thôi, cố gắng né chiêu nhiều nhất có thể là các bạn ăn chắc thành tướng đó ngay.
đặc biệt là những tướng xạ thủ kiểu như là theo nát hay là John kiếm cơ động ấy, thì đối đầu với Eros ấy, tốt nhất là phải giữ cho mình được tốc biến để mà né chiêu cuối, và phải căn thời gian khi nào chiêu cuối của Eros nó dí xuống, đó mới là điều quan trọng. Chỉ cần né được chiêu cuối thì Eros gần như là hụt hơi. Đây quá mệt đúng nào, tại vì Eros bị giảm sát mà. Để ủng hộ F, anh em đừng quên bật nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.